đây là cái con máy chiếu nách buổi sáng 5000 lumen, nó chiếu màn chiếu có kích thước chiều ngang đến 3 mét này. Trong cái môi trường ánh sáng xung quanh cũng tương đối này. Rất nhiều cổng kết nối luôn, hai cổng HDMI này, độ sáng cao, bộ phân giải khá là chuẩn đấy. Ta sẽ xem hình ảnh chiếu này. Hiện tại tôi đang đứng ở cái khoảng cách 6 mét, và cái vị trí đặt máy đến màn thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng hơn 4 mét một chút. Dòng này nó nhiều cổng HDMI cho nên cho chúng ta có thể kết nối đồng thời với lại các cổng hoặc là đầu FPT. Laptop, máy tính đều ok hết. Màu sắc lên khá là đẹp. Màn 150 inch có kích thước chiều ngang là 3 mét và chiều cao là 2m25. Đây là cái màn chiếu mà chúng ta sẽ phù hợp chỉnh chiếu trong các cái không gian có cái không gian lớn, ánh sáng nhiều. Đây xung quanh này các bạn thấy này, độ sáng khá cao nha. Máy kích thước thì nó cũng lớn hơn những máy thông thường một chút vì cái cường độ sáng của máy nó cao chứ nó không có những cái máy thông thường. Để cái điện thoại ra ở cái khoảng cách xa chúng ta vẫn thấy được rất là rõ nét luôn. Các bạn có thể tham khảo thêm các cái dòng máy chiếu đã qua sử dụng chất lượng cao trên trang web là maychiucũ.com. Ở đây chúng tôi có tất cả những cái dòng máy chiếu đã qua sử dụng, đặc biệt là chế độ bảo hành 1 đổi 1 sẽ giúp cho khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm tại trang web do maychiucũ.com cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây cái mã máy đây là NEC V51X.